Vâng, hello, xin chào mọi người lại đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình nhé. Hôm nay mình đi làm một cái clip quay về vải thiều nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái video clip về vải thiều ở khu vực làng hóa xã Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là đặc biệt nhé. Thăm một gia đình anh Hứa Văn Chí, người di chuyển trường bán từ xã Phương Minh tới đây nhé. Vâng. Gia đình anh có một vườn vải vừa mới bị người xấu khoanh gốc mọi người ạ. Khoanh hết cả dây gốc đi rồi. Hôm nay mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Có trong vườn của anh này, vải của anh thì trồng được mấy năm rồi? Đây à, vườn mình đây à? Đấy, từ đấy. Từ đấy bắt đầu vào đấy thì từ đây vào đấy vào đến gốc. Đây nha mọi người, đây là vườn vải của gia đình anh Chí, thì anh chủ nhà này. À, cái này anh cắt hoa đây à? Để cắt đi bó vào đó phải bơm à. Vào thì nếu mà cây ở đây sống, mọi người nhé, cái vải cây của sống thì làm nào được? Nhưng mà anh bó lại rồi đây này mọi người này. Vâng, anh bó lại thì người ta khoanh hết nhá. Ở trong cái này này, ở cái vườn này thì người ta khoanh bao nhiêu cây anh? 61 cây. 61 cây và đúng 62 cây. Đúng 62 cây. 62 cây. Ở trong sổ 62 cây. Đúng 62 cây, điểm thì đúng 62 cây rồi. Nhưng mà tất cả những cây này đều có hoa hết. Có hoa hết phải không? Từ đây có vào đây có hoa hết. À. Ừ. Đấy, từ đây vào đây thấy đấy. Cây nào đốc khanh thì cắt từ đấy rồi. Ừ. Bơm nước thì đây hoa ra hoa rất là đẹp mọi người nhé. Cái cây mình thấy ở đây thì nếu mà cây nào khoanh thì nó hoa đẹp hơn này. Cái cây này nó tại sao nó không cắt? Cây kiểu giống như là nó không được nhiều quả. Nó không có quả. Ừ. Cây nào có hoa này nó chơi hết mà. Đây mọi người nhé, những cây vải này anh ấy vừa chia sẻ và trồng được 6 năm. Đây hoa rất là đẹp mọi người, đây này, đây là dùng hoa này. Bán được 15 triệu đấy. À. Tôi bán 15 triệu nhưng mà sai vừa thôi, cũng phải sai ít thôi, cứ phải sai đến phải vài đâu mà. Năm nay thì sai hơn như cả hơn đấy. Ờ. Được đúng 100 rồi. Thế là người ngộ gì? Người này cắt ống nhựa vào đêm này. Ừ. Nó ngủ không ngủ, nó đi cắt vải này chán rồi. Thế gì này. À, vải rất là đẹp mọi người nhé, đang tầm năm nay ra hoa đẹp như cây này mọi người xem này. Đấy như cây cây này nó không có hoa nó đâu cắt đâu. Người này không cắt thì nó hoa nó ra đẹp thế này mà. Nó không có hoa nó không cắt. Có nhận hoa đẹp nhỉ. Cây có hoa nó cắt đấy, cắt hết. Cây có hoa đẹp mới cắt. Thế mày làm. Có cây thì ba cành lên này nó chơi hết mà. Vâng mọi người, này vườn này là vườn thứ nhất mình đi thăm, nó còn một vườn nữa, anh ấy có một vườn ở chỗ khác nữa, cây nhỏ hơn cây này nhưng mà cũng bị người ta phá. Bao nhiêu cây anh, vườn này người ta chặt bao nhiêu cây? 92 cây. Đang bảo là cái vườn mà vườn kia mà vườn kia này 31 cây nhưng mà cắt hết, còn sót một cây nhỏ nhất. Ờ. Sót cây nhỏ nhất. Dạ thì. Ừ, sót cây nhỏ nhất. Nhưng mà cái này cái người ngộ rồi. Vâng, rất là tiếc và thấy cũng thấy hơi phẫn nộ mọi người ạ. Đây vải đẹp không? Hoa sao đẹp nhỉ? Ôi ôi, một cây chết mình còn tiếc. Thế đúng rồi, một cây chết còn tiếc thật. Này đẹp thật đấy. Hoa nha, quá là đẹp luôn. Từ đây vào trong nhá. Vậy đâu. Mẹ thì sót lắm chứ, tôm đen khoảng tầm 3 tấn à. Ừ. Năm nay có sai đâu, mấy cây thôi. Còn được mấy mà hàng canh nào cũng nó đã khoanh khoanh từ canh nào cũng khoanh chứ nhỉ. Thấy cái cây nào cắt thì nó khoanh hết. Ê nhỉ. Vâng, anh ấy này, này anh ấy bó vào này. Nó đi sau, nó bó vào đây. Nó từ đây từ dưới đây lên từ đây rồi. Ừ. Nó cành nào vẫn chơi rồi, có phải chơi cành gì đâu. Thế nhỉ. Ba cành nó chơi ba cành. Ba cành chơi cả ba cành, đúng rồi, cái này mất. Cái cành nhỏ vẫn chơi cả hết. Cái này cũng phải chắc phải làm cả đêm thì mới hết được bằng này chứ nhỉ. Nhưng mà xác định đến sáng mà. Đến sáng rồi vào. Nhưng mà này, nhiều cây thế này mà sao nó lại làm nhanh thế, đến lúc mình đi khoanh còn chưa chắc đã làm kịp được như thế này. Ba cây này nó chơi hết mà. Ờ. Vâng. Ê, đây là một video của mình làm ở trong làng hóa xã Tân Sơn mọi người nhé, Lục Ngạn, Bắc Giang. Cái này là gọi là sống sống kiềng. À. Sống kiềng trong. Sống kiềng nhưng mà nó vẫn thuộc làng hóa. Nhưng mà bên đồng treo. Ừ. Vườn này có hơn 90 cây hả anh? Nhưng mà dòng thơ thơ này là mới vào 86 cây. À. Còn sáu cây. Nhưng mà này, cái cây này kiểu mà chơi một cây, chơi hai cây đi. Như thế nhỉ? Đấy như cái cây này này. Mà đúng sao nó người ta sao nó lại đi nhẫn tâm thế, cái vải nó có tội tình gì đâu mà nhỉ. Nhưng thế này mà nó cũng đi làm được cả hai cành luôn này. Giỏi không nhỉ?
Nhưng mà cái cây nhỏ, cái cây to, cái cây này là, cái cây này nó chơi ở dưới gốc này. Vâng. Gốc này, này vạc lên ngoại thành cũng thế cho nên. Này nó cây cấm, cây cây cấm tiếp. Đấy, cái cây nào cắt này nó chơi hết, cái cây nào không cắt này nó cũng không chơi đâu. Ừ. Cái này chắc một ca rượu làm thành được. Này sao nó lại trong cái thời gian một đêm mà nó lại cạo được mà được nhiều thế nhỉ? Làm cái bên trước, cái sang bên này chỉ một lỗ dao thôi vâng. Ờ. Một lỗ dao thôi. Nếu mà hai tay thì nó khác, bọn ở dưới lên chỉ một người thôi. Ừ. Thế lỗ dao chỉ một lỗ dao thôi. Nhưng mà cơ nó sắc thế nhỉ? Cái này nó dùng dao hay dùng cưa anh? Cưa. À cưa để cạo ấy. Cái cưa nó cắt đi nó vạt. À. Cơ nó sắc lắm. Cái này em cứ tưởng là nó dùng dao nó cứ vạt rồi. Ê cơ. Này, cái cây này kiểu mà một cành còn được, chơi hai cành cơ. Cái này nó kiểu giống như cố tình triệt hạ mình. Đấy, vào trong đấy có mỏi tay không? Mỏi tay không? Chắc là mỏi tay. Vâng, chắc là lần sáng. Vâng, mọi người xem nhé, vườn vải của anh rất là hoa, rất là đẹp này. Mọi người xem này, cái cây này người ta không bị cắt, anh vẫn đang để nguyên này, rất là đẹp luôn nhá. Nửa hoa đẹp. Này chắc chắn sẽ có nhiều quả. Thanh Hà công nhận nhiều quả nhá. Đây là vườn vải Thanh Hà mọi người nhá. Cái bên này thì cắt mỏi tay rồi, còn mấy cây bên này mỏi tay rồi, cắt sáng rồi. Ừ, đây bắt đầu nở rồi mọi người nhé, đây này, hoa bắt đầu nở rồi này, rất là đẹp luôn nhá. Ở xung quanh này thì, hai cây bào bên đây vâng. Ừ. Hai cây bào bên đây phải, hai cây bên đây, đấy, bên này cho mỏi tay rồi. Điều mà một mình chơi một đêm này trồng mỏi tay, nhưng mà cái bên đây thì, đấy mỏi tay. Thằng này chắc uống rượu vào, uống rượu. Nhưng mà chơi trồng độ cây, mấy chục cây đấy. Còn chỗ này chắc mở tay rồi. Chỗ này còn đấy. Không làm thì không cắt đâu. Đây những cái hoa nó nở đẹp. Ôi ôi, hôm nay sai đẹp nhỉ. Này sai. Lấy mấy chục triệu đây đấy. Mấy cây này nó chắc sáng rồi. Mở tay rồi. Yeah. Hoa nó đẹp không? Hoa đẹp, hoa này toàn hoa có quả sao phải không nhỉ? Đây những cái hoa có quả nhỉ? Toàn hai cái đó. Ừ, đây toàn hai cái đấy. Phun nó được rồi. Đấy, rồi đấy. Và xung quanh của vườn của gia đình anh này trồng được gần 100 cây mọi người nhé. Trong khi đó thì người ta chặt đi 60 cây, 61, 62 cây. 20 cây. Còn anh, gia đình anh còn một cái vườn ở chỗ khác nữa. Tí mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người, nốt cả cái vườn kia cho mọi người cùng xem nhé. Và mọi người xem video của mình thì nhớ chia sẻ lên các trang mạng xã hội để nhiều người cùng biết mọi người nhé, để cho gia đình anh ấy đỡ thiệt thòi, để người ta tìm ra những cái xấu đi phá hoại như thế này. Đây phải nó đi cắt cái này, cái người làm hại ở vâng, cái này nó hại rồi, làm hại người dòng không được, cái người lại phá điều này chắc đến đây một tay thôi. Vâng, anh ấy vừa đi vừa tâm sự với mình này. Vườn vải này nửa hoa rất là đẹp mọi người. Nó mới tạo vườn mà. Ừ. Vườn này từ vườn cây của mình. Và anh này trồng được 6 năm rồi, năm thứ 6 và bắt đầu được bói quả rồi. Năm ngoái cũng có rồi chứ. Năm ngoái được 15 triệu, năm ngoái thì không sai. Năm ngoái sai để rác cũng có tiền nó bán được 15 triệu. Yên bảo thích á. Năm nay bảo vào bên trên bể không có rồi. Nhưng mà ai cũng sót nó thật. Vâng. Nhưng mà mức độ đã đầu chả biết nói nào được. Thật. Đã đầu biết nói nào được. Nhưng mà nói là nói, chả cười chả vui nói nào được. Ừ. Ăn uống thoải mái chả cần được. Vâng. Thế nào được. Nhưng mà cái từ đấy á, cái bên dưới không có cái nào, bên trên thì không có nha. Ừ. Tận vườn mình thôi, bên đấy cũng của mình. Này. Cái này là người ta nói chí hại của mình thôi. Chí hại của mình. Chứ còn không phải, nếu mà đi hại người khác thì nó sẽ nhiều nhà, cây của người khác. Nhà bà bên này. Ừ. Ở dưới này này. Ở đây này. Nhà bà ấy. Nhà bà có được 5-6-7 thước. Ừ. Bà bên này có 5-6-7 thước. Bắt đầu nở rồi nhỉ. Cây này ra hoa sớm bắt đầu nở này. Cây to nó nở rồi. To tướng. Nở hoa ấy. Nhưng mà bây giờ thì mà không lấy thì chắc tháng 5 thì lấy đất trời nó vô. Ừ thì thế. Thế tiền kể cả 15.000 được tiền không? Ừ. Phí đấy nhỉ. Ừ, nhưng làm nó hại này thì.
Vâng mình ơi. Bơm nó sẽ đổ nhưng mà cứu được cái nào bên cây rô nữa. Vâng, để cho nó còn sống không? Ui dồi, hôm qua 5-6 người bỏ một buổi cả cắt mỏi ha. Hôm nay cũng bơm nước bảo con mất thời gian à. Được rồi. Cái này tao ngồi cho nó chém 3 phát, tao ngồi cho chém bố, tao không cho cắt quả tao. Thật đấy nhỉ. Nhưng mà mình cứ làm gì? Vâng. Đã làm gì cho người ta? Cũng nhiều chúng nó ép vào mình. Thật, thật đấy. Vâng, đây những cái cây của anh bị người ta khoanh gốc thì anh cắt hoa đi hết rồi mọi người nhé. Anh ấy đang mà bó gốc vào để cứu cây xem có được không. Đây xung quanh này đây, cây anh dài bố từ đây ra đến đây mà dài không, nếu mà nó ngắn hơn dài không? Dài. Nhưng mà thằng em một mình nếu mà khanh một buổi được bằng cây thì thủ cho mình đi khoanh còn chẳng chẳng được ấy nhỉ, chắc được chục cây thôi. Nhưng mà đi khoanh còn chưa được mà sao nó vạc kiểu gì mà lại nó được chỉ nhiều thế. Một lỗ dao thôi, một lỗ cưa thôi, một người thôi. Sao lại một đêm mà sao nó lại làm được nhiều cây thế này mà lại còn cả vườn bên kia nữa kia. Nó làm vườn bên đấy thì 8 giờ làm vườn bên đấy rồi, thầy trong mách làm vườn bên đấy, làm xong bắt đầu mới đến đây làm vườn này. Chịu thù. Ôi nhất bán cả nhà hắn làm. Nói thật đến rồi đến mức độ cuối cùng không còn được kệ nó, được của nó đã mất mất rồi. Và anh ấy đang yêu cầu pháp luật điều tra để xử lý những người xấu hại của cái gia đình anh ấy này. Và mình quay ở vườn này nhá, thì mình sẽ cái này ba cảnh mới chơi mà chơi hết cả ba cảnh nữa đấy. Thì thế nhỉ, sao nó lại có thời gian mà là làm đến mức độ đấy chẳng nhỉ. Hôm 14 đêm 14 đúng đêm 14 hôm ấy hạn đêm 14 thì tháng sau 15 mình sang thì bảo chỗ vườn rộng ngô lên trên bảo sang tẻ cái vải sang bảo bố trên bọn nó vặt hết ca ha rồi, bảo có ha còn đầy ha rồi người ta vặt, nó bảo mày xem cho góc cái dùng tàn cho góc người ta này từng trẻ đó, cái trẻ không làm này đâu. Đấy những cây không ấy đang đang này sao hoa cũng nhận mập đẹp nhỉ. Đẹp mà. Bón là 4 tạ lần đầy. 4 tạ lần đi, 4 tạ lần đi rồi ý đâu, 4 tạ lần này cái lần trẻ tiền nổ mà sau này mình vãi vào đấy. Nhưng bây giờ còn bón cái gì, có cây nào không cắt thì mình bón. Thôi được bằng nào được rồi, sợ cây nếu mà chết cây nào kệ đó, nhưng mà sống cái nào được cái đấy. Xác định là nó mất mất rồi, nói nào được ạ. Thế biết nói nào để nhiều chứ, nhiều hàng vườn thế này sao nó là một đêm gì mà nó lại nhiều thế này. Đúng rồi. Về sang vườn bên kia xem nốt bên kia nhỉ anh nhỉ. Ấy ôi nhưng mà bó vào nhưng mà cái cây cụt rồi nhưng mà còn dính một tí thôi, lấy cái cây bé à? Nhưng mà dòng ôi 3 năm rồi, năm nay năm thứ 3. Nhưng mà đứng đến tháng 8 mới được năm thứ 3. Vâng rồi, thế mình về xong bên kia. Vâng đây này, vâng này giống, giống, cùng lớp này giống trình nữa. Trình lớp trên ven đấy. Hôm ấy cùng nhau lấy xe công nông phập phạc vào đây giống thấy nhựa được tiết thì được trình bước chân của mình phía chân lên cùng lấy nhau lấy vườn nhà mà. Đây hoa vải Thanh Hà đang nở mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Chùm đẹp thật đấy, rất là mập nhỉ. Vải Thanh Hà chỉ ở dưới ruộng. Này mập thật đấy. Ui rồi sao nó lại. Nhưng mà nó ra ngắn ngắn mà cái sầu ui rồi. Cái cả của nó to bằng cái chén ấy. Năm ngày bờ bờ thôi. 3 gốc được xe nặng rồi. Cái bài to. Vâng. Mình sẽ cùng anh ấy đi thăm một cái vườn thứ hai của gia đình anh ấy. Người ta cũng chặt hại mọi người nhé, để xem như thế nào. Vừa nãy anh em bảo là trồng được mấy năm. Mình đi cùng anh đi thăm nốt vườn kia. Hại mình mà chỉ có quanh quẩn. Vâng đúng rồi, cái vườn vải của mình làm gì có người xa nó có thù hằn gì mình mà nó làm hại mình kiểu như thế. Đến hai anh em thân thiện với nhau như thế này nhưng mà bố trên nó có cái mảnh bên kia mua, anh còn không biết cái mảnh đó nó mua ở chỗ nào cơ. Là dùng cho bên này. Biết chỗ nào. Kính chào cho bên này. Biết bên đồng ấy rồi. Chỉ có những người biết thì nó biết rõ thì nó mới dám làm. Biết quá rõ. Đúng rồi, nó biết
biết Thế cái rõ thì người nó biết mới rõ làm. thế này nó phải là cái người sát sườn chứ không phải là người xa lạ. Vâng, đúng rồi. Nó mới thuộc cái đường đi lối lại ban đêm mà nó đi nó không lỗi một chỗ Đúng nào ấy chứ. rồi. Chứ không mình đâu mà đi vậy. Nhưng Nó thế chứ. mà đến đây mỏi tay rồi hay sáng rồi nhỉ? Có Đến người chắc sáng sáng rồi. rồi chứ gì. Ông trưởng hội nông Đây. dân ấy vào đây mình làm ba cây thấy mệt cái đâu mà hôm cái hôm mà tối nó cưa vải của em ấy là anh 12 rưỡi anh còn chưa ngủ, anh tắm táp anh còn chưa ngủ đây, nó bắt đầu đặt nồi cây lên tắm thì bắt đầu mới kéo cái dây này sang kia, bắt vừa đun cây thì bắt đầu vừa tranh thủ tưới mấy chục cái cây cà cái game mà vì vì mấy cái chục cây mình vừa mới dặn xuống sợ nó héo, thế là anh vừa đun cây anh vừa tưới tưới cà thì cái giếng ở mãi dưới đấy bơm lên đây, thế là 12 rưỡi còn 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 chưa ngủ mà đặc biệt cái đêm hôm mấy chó nó không mách chú ạ, lạ thế chứ này, nó nằm ở thế mà sao chó cũng không phát hiện ra Người đã bảo rồi con ma nó nhạt quá, chó nó không bảo mách đi luôn. đi phá cổ chúng và đấy đi chặt cây chúng, con Thế lên các cụ nó không được ăn mà bảo công nhận thế. là đấy em thấy nó có gan không, không phải là cái nơi như thế là chân khe kẽ rừng kẽ dọc thì mà bỏ khuất khoắn không có nhà có người phải không, ở đây nhà anh có cái lều ở đây người vẫn ở đây mà nó nằm ở thế thì nó phải khổ cả đêm chứ không thì làm sao được bằng Thế cái cây đi nhỉ, hơn đó. 60 cây thì làm lâu lắm chứ, bây giờ cho Làm mình đi làm lâu ban ngày một buổi sáng chưa chắc đã được cơ. đúng rồi đố Đấy, mà nên được mà đấy. như tiễn cái cành bằng này để buổi sáng 40 50 cành nữa thấy mệt Đúng rồi, nhoài muốn rồi, năm chục đố cành mà mà cái được để bó là thấy mệt đằng rồi. này cái cây to thế kia mà nó là làm Thế kiểu mà gì, lại cây nào cây nó lại còn làm ba nó bốn không bốn làm thế bốn nào mà nó ba khỏe khoắn nào. và trong tay hết không để bên nào, trong Thế tay hết mà nó kỹ thế. ở đây hôm anh nhà mình ghé cái cây nó nghiêng nghiêng ngả ngả thế này, cái mặt dưới này thấp gần sát đất mà Vẫn đặt bên dưới. nó dẫm một chân sang đây một chân nó để thế này thì cái tay nó chầm thế này nó chắc nó phải nghiêng thế này thì nó khẩu đốt cái mảnh dưới này cơ mà em, rõ ràng cái lối tay nó chầm đây cái lối còn một mõm ở đây mà đấy mà thế đấy nó làm kỹ như thế rồi mà nó gan thật. Cái bên đấy cắt hết cũng làm, nhưng mà cắt riêng bên bên đấy thì không làm, nhưng mà cả bên bên đấy cả đây cô kiểu nào chơi rồi ít ít quá còn được, cái này nhìn quá nhiều Quan thế này cắt thiệt hại. Em bảo không trồng vải nhá, hết đất rồi, nhưng mà bây giờ chỉ biết chăm hay thu thôi, phun thôi, thế đã được nhưng mà không bây rồi giờ này chứ phải phải dòng không rồi, được bên đấy phải dòng phải rồi, đâu nhưng mà bên này mới chết cái nào nhưng mà thì tốt nhất làm thế nào mà nó phải ra được việc thì mới là an toàn những kỳ nào cũng phải ra, ra được việc thì mới là tốt không tránh nào được. Hiện thế. đấy bây giờ này ép ép không rồi. Hiện thế hôm qua thấy mời lên cung nước Thấy ở nhà em ấy thế này cạch 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 bảo lại bị rồi, bán lên lâm thảo mua 55 triệu. Vâng, lại mình lại chào mọi người nhé. Đây mình đi đến vườn thứ hai của gia đình anh Chí nhé. Đây, vườn thứ hai anh ấy có bị kẻ xấu người ta phá hoại người ta chặt này. Mình sẽ phụ cùng anh ấy ra, ra thăm. Thì cứ ra xem. À đây chặt cụt luôn. Cụt hết rồi, không có cái nào nhưng mà cái trước đất thì bó vào thôi. Cũng mấy cây này cụt hết rồi. Đây à. Đi, đi xem nào, vào xem. 31 cây. 31 cây. 31 cây, cũng thoát một cây. 31 cây thì bên này. Cái này dùng bằng cưa rồi. Cưa chứ. Cưa nhỉ, cái này cưa mà phát này. Cưa mà. Cưa, dùng bằng cưa mọi người này. Năm này năm thứ ba. Nhưng mà cụ đố. Ồ này, chặt cụt luôn nhỉ. Đấy. Cắt những kiểu này, nhưng mà chưa đổ. Mình lại bó vào, đóng cọc vào. Cụt hết rồi. Nhưng mà cứ đóng cọc vào thôi. Bọn này không tính cái gì. Nhưng cứ đóng cọc vào thôi. Thôi kệ cái đấy có lúc nó lại được. Ai biết được. Vườn đấy vườn này vườn thứ hai của anh ấy bị trong một đêm người ta phá của gia đình ấy là gần 100 cây mọi người nhé. Vào tổng hai vườn là vào chín hơn 90 cây rồi. 92 cây. Đấy cây vải này cũng cái này trồng được 3 năm rồi cũng khá lớn rồi. Đấy những cây như thế này cũng khá lớn rồi này. Còn cái này người ta khoanh anh ấy còn bó lại này. Cùng nhau trồng cùng to nhất này. Đấy nhá, anh ấy bó lại này. Bỏ lại nhưng mà chỉ biết còn sống không, cụ túi nhưng mà còn nóc cọc cái này à, cụ túi đâu rồi, chỉ biết còn sống không, cứ bó thì bó thôi. Kệ chứ, mình cứ để nó sống thì được. Bó thì bó rồi, cái này trồng dưa. 31 cây mà, còn sót cây nhỏ nhất. Cái cơ nó sạch thế. Chịu. Cụ túi nhưng mà đóng cọc bó vào. Vâng. Ô, cái bóng này không ăn đâu nhỉ? Thế nào nhỉ? Cái loại này nó không ăn. Thằng Vương bó cái này, cái loại này không ăn hả?
bỏ lại đây đi. Cái được. Không biết được đâu, chắc cái dòng huyết cho cái đạn này. Ừ. Đấy, con cây nhỏ nhất đây, con cá đấu. Cây đây chết mấy mấy dặm ấy. Ờ. Nhất. Ở trong cái này thì có bao nhiêu cây ở trong cái vườn này? Ba mốt cây, sót một cây. Đang bảo là tổng bao nhiêu cây? 31 cây. Tổng cả vườn á? Đâu. Cả vườn này á? Ừ. Vườn này 31 cây còn sót một cây. Ừ. À một cây là họ không không không. Ừ, một cây trước mặt đi. Đúng cây. À này, đúng cây 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 này hả? Cây này dặm. À, đúng cây này là người ta không không không, không chặt rồi. Cây dặm này. 31 cây mà chặt hết cả vườn luôn. Ừ thì chặt 30 cây còn sót một cây này. Vâng, rất là tiếc mọi người nhá. Cả một cái vườn 31 cây vải người ta chặt đi 30 cây. Tổng hai vườn anh ấy vào hơn 90 cây, 92 cây mọi người nhá. Còn vườn vừa nãy mình mọi người xem kia là vườn kia là được thu rồi. Cái này năm nay thì không ấy, sân năm thì chắc thu sân năm không cho sân thời 4 năm thu đấy. Nhưng bây giờ là phải dùng lại hết vàng này 31 cây. Ấy dòng 30 cây còn một cây sót. Chắc đi chứ rằng. Ừ. Bỏ rồi, cụt hết rồi. Ừ. Nhưng mà cái lá chơi heo đâu. Mấy cây này còn đấy thì hù. Thằng chú Bơm bảo bó cái cất gì, cụt thì còn bó gì. Ừ. Để mẹ đi. Ê, chặt cái cây to này mà. Này, cái này hai cây nó không cắt hết, từng để một cây rất đẹp đâu. Ừ. Để xem hay không? Để một cây để đâu? Thế nhỉ? Nên là chí hại cho bằng hết đi. Nó làm cái chuyện này nó làm cho mình chết đi. Ừ. Đánh vào dạ dày mình rồi. Thế? Nó có đi ăn cả chết. Nó không dám đánh người đâu. Ô, có bằng dính cũng thành rồi. Ừ. Chúng ta vừa dính hôm nay tổng ra hết rồi. Hôm mai tôi phải sang xem thôi. Ừ. Vâng đây mọi người cũng thấy cho. Đây cả những cái cây thì người ta chặt hết trong anh vườn này, vườn thứ hai bị người ta chặt mọi người nhá. Trong vườn này cây ruộng này anh trồng được có 31 cây thôi, trong khi đó người ta chặt đến 30 cây. Còn một cây nhỏ nhất người ta không chặt rồi. Đây tất cả những cây này người ta đều chặt mà nó chưa cụt anh bó lại nhá. Vâng, giờ mình sẽ kết thúc video mình tại đây. Một lần xin được cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình và mọi người sẽ chia sẻ video để cho mọi người cũng biết nhé. Vâng. Xin cảm ơn nhé.